các mọi người, xin chào tất cả các chú anh chị đã quay trở lại với kênh Chuyện Đời Thường. Ngày hôm nay mọi người lại tiếp tục câu chuyện liên quan tới bà Nguyễn Phương Hằng. Thì rất là nhiều cái nguồn tin mà cho bà Hằng là bị bắt tạm giữ 24 tiếng đồng hồ, thì em cũng đã đưa cho cô chú anh chị xem, và chắc hẳn cô chú anh chị cũng đã xem những cái video clip mà cô Hằng đã xuất hiện tại Đài Nam, cũng như là cái chuyến đi chơi của cô đăng trên TikTok rất là nhiều luôn mọi người. Đó thì những cái con lương, những thành phần kích động đó, muốn chống phá cô Nguyễn Phương Hằng đó, và nói cô Hằng mướn cái người mà phụ nữ đó để lên làm người của Việt Tân để cô Hằng né tránh cái nói sự nói về sự minh tại. Thì cái câu chuyện như thế nào và những cái người mà người ta lên tiếng về cái câu chuyện này ra làm sao, thì mời cô chú anh chị nghe hết video của chị Đại sau đây mọi người sẽ hiểu nha mọi người. Rồi ok, sau đây xin mời cô chú anh chị cùng lắng nghe với em. Đó, một chị đẹp nói cực kỳ chuẩn và hay nha mọi người. Ok. Dạ, xin chào tất cả các chú chị đang xem kênh Lang Thang Đường Phố. Thì mới đây cái câu chuyện lùm xùm giữa Sư Minh Tệ và cô Phương Hằng tiếp tục được gọi là đẩy cao trào lên, khi mà mới đây một chị gái ở quận 9 nha cô chú chị bắt đầu lên tiếng quay xe nói ra hết những sự thật và những điều mà chúng ta chưa biết trong cái câu chuyện mà cô Hằng tố cáo một cái người phụ nữ cho là người của một cái tổ chức phản động Việt Tân đã đến gọi là dụ dỗ cô và muốn lôi kéo cô vào cái ổ nhóm đó, nhưng mà cô từ chối. Thì trong video này thì em sẽ mời tất cả cô chú chị chúng ta cùng nghe một chị Đại ở quận 9 đã lên tiếng nói sự thật từ đầu đến đuôi câu chuyện này. Mong cô chú chị chúng ta cùng lắng nghe để hiểu nha, lắng nghe hết để hiểu nha cả nhà. Đây, sau đây thì mời tất cả cô chú anh chị chúng ta cùng nghe nha. Dàn dựng quá trời là đẳng cấp rồi nha mọi người ơi. Video ngày hôm nay là em Quỳnh Nari thân gửi đến tất cả các cô chú anh chị em mình, những ai đang quan tâm đến câu chuyện giữa cô Phương Hằng và Sư Minh Tuệ. Và chúng ta nhận thấy là gì? Cái việc mà bà Phương Hằng gặp Việt Tân ở Đại Nam đó là một cái câu chuyện rất là nhảm nhí. Nó là một vở kịch, nó là một cái sự dàn dựng. Bà này đang cố tình sắp xếp lên tất cả những cái đó để mà qua mặt mọi người, để mà khỏa lấp đi cái vụ giữa bà và Sư Minh Tuệ. Nếu những ai đang có cái nhận định như vậy nha mọi người nha, xin mời coi hết cái video này của em nha mọi người nha. Đầu tiên em nói với mọi người nè, trong số tất cả mọi người, bây giờ ai đó đưa tiền cho mọi người để mà kêu mọi người làm cái chuyện tương tự như vậy, mọi người có đi không? Tất nhiên là không đi và không làm. Bởi vì sao? Bởi vì tao biết cái tội phản quốc là cái tội rất là lớn, và tao là một cái người có cái nhận thức bình thường, tao là một người công dân yêu nước, sẽ không bao giờ tao làm cái việc đó. Nhưng mọi người cũng sẽ hỏi tôi á, là nếu như mà là như vậy đi, không có người dám làm cái chuyện đó đi, vậy tại sao Việt Tân nào mà đến mức độ chui đầu vào trong Đại Nam để làm cái gì, trong khi Đại Nam rất là đông người và nhiều camera, chẳng lẽ không sợ công an bắt hay sao? Thì tôi nói với mọi người nghe nè, mọi người chưa thật sự hiểu về những cái tổ chức như thế này rồi. Việt Tân nó rất là tinh khôn, rất ranh khôn, nhưng mà là những cái thằng đỏ thôi. Còn những tay sai của nó, những cái người gọi là túc thí như thế này đó, là những người có cái nhận thức xã hội kém. Một là nhận thức xã hội người ta rất là kém, đầu óc người ta có vấn đề. Và hai, trước đó là người ta có cái sự hiểu lầm gì đó, nói chung là có cái mâu thuẫn cá nhân gì đó với chế độ, thì thành ra họ sẽ rất là dễ bị nhồi, dễ bị tẩy não và dễ bị đồng hóa mọi người. Và xin lỗi mọi người nha, một khi mà đã bị não rồi á nha, kêu nó thí mạng cùi cho tổ chức nó còn thí mạng nữa, đừng nói chi á là đến cái chuyện á là tìm đến bà Hằng nói chuyện như vậy. Thì đó là một cái chuyện rất là đơn giản thôi, kêu nó là nó sẽ đi nha mọi người. Mọi người có thấy bà này bà tảng tảng không? Mọi người có thấy là bà này bà không được bình thường như người ta không mọi người? Thì Việt Tân không có cái gì nó không dám làm hết, và kể cả khi có cái vấn đề gì đi nữa thì bà này cũng chỉ là một cái con túc thí thôi nha mọi người nha. Tụi nó không quan tâm tới cái vấn đề đó đâu mọi người, cho dù có hy sinh thêm vài người ở trên nữa cũng kệ mẹ, tụi nó không quan tâm tới cái vấn đề đó nha mọi người nha. Và mọi người á sẽ hỏi á là nếu như mà mày nói như vậy thì tại sao bà Phương Hằng không giữ nó lại đi, để cho chính quyền người ta bắt nó đi, hoặc là bà Phương Hằng không giữ nó lại để gọi công an đi? Tôi hỏi mọi người nghe nè, mọi người có biết cái tội giam giữ người trái phép nó lớn cỡ nào không? Trong khi đó là đây là khu du lịch mọi người, Đại Nam là khu du lịch, mà ví dụ như cô Phương Hằng đi, bà giữ cái người này lại không có lý do chính đáng, giữ lại một cách trái phép như vậy, nếu như mà bà đi thêm một số cái thành phần khác nữa thì tụi nó tung hô tung hê lên là gì? Ờ tại sao mà tôi đến Đại Nam tôi chơi mà bây giờ hả ở đây bắt tôi lại, lý do gì bắt tôi lại, giam giữ người trái phép đồ này nọ lọ chai, tụi nó làm loạn ở đó, kiếm cớ làm loạn ở đó, thì lúc đó nó sẽ như thế nào? Cô Phương Hằng á là bắt buộc phải làm như vậy để làm gì? Để bảo vệ Đại Nam mọi người, đúng không mọi người? Cái chuyện á mà tụi nó đang chuẩn bị cái gì ở đó chưa? Ví dụ như có xăng hay là có những cái gì đó để sẵn sàng làm một cái cuộc
đầu mới tới chưa, thì cái chuyện đó là không ai có thể biết được. Và cái chuyện tự nhiên giam giữ người trái phép nó giống như là châm đúng cái ngòi của cái bình thuốc. Thì thành ra cô Phương Hằng là không có làm cái việc đó mọi người. Và mọi người hỏi nếu như mà không làm vậy xong báo công an. Tôi hỏi mọi người nè, sao mọi người biết chưa báo công an? Cô Phương Hằng cô cũng đã nói là cô đã báo chính quyền rồi mọi người. Và sao mọi người biết là chính quyền chưa điều tra? Tôi nói cho mọi người nghe nha, Việt Nam nói về an ninh là thứ 41 ở trên thế giới mọi người. Cho nên nó là lực lượng làm việc như thế nào, mật vụ ngầm như thế nào, cái chuyện đó là chúng ta không có thể nào biết được đâu nha mọi người nha. Và bắt bả, tôi nói thật với mọi người, bắt thì cũng chưa biết sẽ bắt lúc nào. Không có lý do gì mà nhất định là phải bắt ngay lúc này mọi người. Bắt một cái con tốt thí ngay lúc này để làm cái gì? Bả chỉ là một cái con tốt thí, một cái con tay sai thôi. Thì thay vì như vậy người ta sẽ điều tra, con rắn nó về tới ổ thì lúc đó người ta sẽ đập cả ổ rắn luôn. Chứ bắt để một mình bà này để làm cái gì? Tôi nói mọi người nghe rất là nhiều những cái trường hợp nha. Đó là khi mà nó lấy cái giấy mà nó bị tâm thần ra mọi người, là coi như là què chuyện mọi người, là coi như là xong, cũng phải thả nó về thôi mọi người. Đó thì cũng phải điều tra từ kia thôi. Thì bởi vậy á mọi người đừng cho rằng á là ai làm gì chính quyền không biết. Như chúng ta sống tại địa phương chúng ta làm gì chính quyền biết hết à. Nhưng quan trọng là gì? Bắt ai, bắt vào lúc nào, bắt thời điểm nào, bắt đứa nào. Thì cái chuyện đó là ở trên, ở lực lượng người ta sẽ có cái quyết định. Chúng ta không có cần quan tâm tới cái câu chuyện đó đâu. Không cần phải chỉ cho lực lượng là phải làm việc như thế nào đâu nha mọi người. Cho nên cái việc này á, chúng ta cứ chờ từ từ xem á, ở cơ quan chính quyền người ta sẽ có một cái kết luận như thế nào mọi người. Còn bây giờ có hốt bà này đi chăng nữa, bà cũng không gì đâu đúng không? Cho nên tôi nói nghe nè, Việt Tân nó rất là khôn mọi người nha. Nhưng những người làm tay sai cho nó thì đầu của người ta rất là ngo, rất là có vấn đề luôn. Có cái việc mà ai chỉ đạo quá thì bà tìm đến, bà gặp bà Phương Hằng vẫn là một cái chuyện rất có thể xảy ra đúng không? Và với bản thân của tôi nha, tôi tin một cái tính cách của cô Phương Hằng, cái tầm như bà, cái đầu như bà, thì bà sẽ không bao giờ ngo đến cái mức độ mà bà dàn dựng lên cái câu chuyện này. Tôi hỏi mọi người chứ bây giờ nha, công an mà kêu lên một cái nha, hỏi vài câu á, ví dụ như là dàn dựng á, bà kia bắt khai ra hết thì lúc đó làm sao, tội cũ chồng tội mới thì nó sẽ như thế nào? Cô Phương Hằng sẽ không bao giờ làm cái điều này, cái đó là tôi khẳng định nha mọi người nha. Thì tới đây mọi người vẫn sẽ hỏi tiếp là gì, ủa vậy sao bà Phương Hằng bà không ngấm ngầm đi báo đi, công khai cái chuyện này lên trên mạng xã hội để làm cái gì? Tôi nói cho mọi người nghe, cái chuyện này bắt buộc phải công khai, bởi vì cái chuyện bà này á, bà là Việt Tân, bà là động đi thì không biết là chính quyền có biết chưa, nhưng nếu một ai đó tụi nó trà trộn vào trong đó, tụi nó chụp, tụi nó quay lên những cái thước phim bà Phương Hằng ngồi với cái người thuộc cái tổ chức Việt Tân, tụi nó đưa lên trên mạng xã hội, vậy ai là cái người chịu? Bà Hằng là người chịu đúng không? Bà Hằng thay vì á đợi tới lúc đó là người ta tự ra thì á bà Hằng á sẽ phải tự đưa lên để làm gì? Tôi phải công khai cái câu chuyện này để tôi bảo vệ bản thân tôi trước chứ, đúng không mọi người? Chứ đâu phải là đơn giản đâu. Thì thành ra cái câu chuyện bà Phương Hằng công khai trên mạng xã hội là một cái nước đi thông minh. Người ta phải bảo vệ bản thân người ta, tôi cũng vậy, gặp trường hợp như vậy tôi cũng sẽ làm như vậy, tôi bảo vệ bản thân của tôi đúng không? Tôi phải bảo vệ tôi trước pháp luật và tôi bảo vệ tôi trước dư luận. Rồi tới đây mọi người sẽ hỏi thêm là gì, ủa vậy mày nói như vậy tao cho rằng là như vậy đi, vậy có liên quan gì tới ông Minh Tuệ, có liên quan gì tới sư Minh Tuệ đâu mà sao hả mà lên mà nói ổng vậy? Thì tôi nói mọi người nghe nè, mọi người á nghe kỹ đi, cô Phương Hằng tôi vẫn nhận định là cái video đầu tiên cô Phương Hằng nói về sư Minh Tuệ theo một cái thái độ nó chưa có được tích cực, nhưng cô Phương Hằng cũng chưa nói gì, cô Phương Hằng vẫn mấp mấp mẻ mẻ lấp lấp lửng lửng mọi người nha. Cô Phương Hằng đội quốc, nhưng mà cô Phương Hằng có nói là đội quốc sư Minh Tuệ đâu, đúng không mọi người? Tại vì một cái người mà tìm đến nói là bây giờ kéo xuống đường đi để mà kết hợp với bên sư Minh Tuệ như vậy thì tất nhiên cô Phương Hằng phải đặt trong đầu một cái giả định là gì, không biết là có liên quan gì với nhau hay không. Thì thành ra là cô Phương Hằng vẫn nói chuyện một cách lấp lửng, chứ cô Phương Hằng có nói cái gì đâu. Đó làm sao mà chúng ta mà phải dãy dụa đồ này kia lên để làm cái gì, đúng không mọi người? Và đến ngày 20 tháng 10, và trước đó cô Phương Hằng cô đã nói rõ rồi là giống như là thầy tu đường của thầy, còn tôi tu thôi theo cái đường của tôi, chứ cô Phương Hằng chả nói gì xấu về sư Minh Tuệ hết mọi người, đúng không mọi người? Đó, chúng ta phải nhận định một cách rõ ràng như thế này. Mình yêu mến cô Phương Hằng theo hình ảnh là một người chính nghĩa, và sư Minh Tuệ là một vị chân tu. Đối với tôi, trong lòng tôi là như vậy mọi người. Đó thì khi mà chúng ta yêu mến người nào theo cái hình ảnh của người đó, việc gì chúng ta mà phải tự cấu xé nhau? Bây giờ tôi thấy Việt Tân nó chả làm được gì mà chúng ta là đang làm nhau rồi đó. Chúng ta cứ tự cấu xé nhau, chúng ta lên trên mạng xã hội, chúng ta chửi bới nhau qua lại đường này kia, là khi đó tụi nó đang cho trà trộn vào, và những cái comment, những cái bình luận ác ý đường này kia mọi người á là chưa chắc của những cái con người thật sử dụng mạng xã hội thật như chúng ta đâu. Cho nên đừng bao giờ để cho tụi nó thỏa mãn. Mọi người biết á nha, đoàn kết dân tộc á đó là một điều rất là to lớn, rất là thiêng liêng đó. Cái việc mà chúng ta lên trên mạng xã hội chúng ta nhau như vậy á, nó gây một cái sự nguy hại về sau rất là nhiều. Có việc gì chúng ta mà phải cấu xé chúng ta như vậy với nhau để làm cái gì? Đó, tôi nói cho mọi người nghe nè,
cô Phương Hằng á nha, tôi vẫn nói là bà có những cái phát ngôn mà tôi nghe tôi cũng thấy nó không có được mọi người đó. Tôi nói á nha, cái việc mà phát ngôn có những cái câu nói, ví dụ sư Minh Tuệ cũng có lúc nói sai. Cô Phương Hằng á, bà là một cái người cái tâm của bà tốt nhưng mà cái miệng của bà hổn, và bà nhiều khi mọi người biết á, cái tính của bà nóng, bà nói mà theo cái kiểu như miền Tây tôi hay gọi là gì, tao bịt miệng bà không kịp đó, thì là như vậy. Nhưng nói về một cái tâm tốt, một cái lòng yêu nước yêu thương dân tộc đồ này kia của cô chú là cái điều không ai có thể phủ nhận được. Nếu như mà một người không yêu thương đất nước, không bao giờ người ta có thể làm những điều ý nghĩa cho người nghèo cho một cái khoảng thời gian rất là dài như vậy. Cho nên chúng ta đừng có nhìn hành động mà chúng ta đi kết luận con người. Nhiều người cứ tự nhiên bây giờ nói là cô Phương Hằng là động luôn đồ này kia là sao, đúng không mọi người? Như vậy á, cái nhận định như vậy của chúng ta nó có tốt hay không, mình có phải là người tốt hay không? Mình nhìn vào con người, mình nhìn vào cốt cách người ta, nhìn vào bản chất, nhìn vào một cái quãng đường dài người ta đã làm cái gì, chứ chúng ta không có thể nào vì một cái câu chuyện này trong khi đó nó chưa có gì rõ ràng cái tự nhiên kết luận người ta là cái người xấu, đúng không? Mà bây giờ tôi nói mọi người nghe nè, những ai đang yêu quý cô Phương Hằng, chúng ta nha đừng để là cái mâu thuẫn nó đẩy cao quá. Tại vì cái tính của cô Phương Hằng một khi như vậy, bà sẽ lên máy tính chính, mà bà tính chính á thì cái sự bình yên của bà sẽ không có nữa. Cái chuyện mà nó qua nó lại, nó tới nó lui, nó sẽ kéo rất là dài. Cái việc của chúng ta bây giờ là gì? Là chúng ta phải nhường nhịn lẫn nhau, chúng ta phải giữ cái mối quan hệ tốt, kể cả trên không gian mạng nữa, chúng ta cũng phải đoàn kết, chúng ta phải giữ gìn cái tình yêu thương, cái sự đoàn kết của dân tộc, đừng để cho tụi nó mà đạt được mục đích của tụi nó. Bây giờ tự nhiên cái lên nhau ầm xì đùng hết trơn á, tôi thấy thật sự cái câu chuyện này nó không có đáng. Mà giống như mấy đứa con nít thì không nói đi, nhiều cô chú rồi này kia lớn hết trơn rồi mà cô chú vẫn lên nói những cái từ ngữ rất là khó nghe ha. Tôi nói thiệt với mọi người đó, cái nhận định của tôi là như vậy, và tôi sẽ tiếp nhận tất cả những cái ý kiến gì mọi người cứ comment bên dưới, nhưng phải lịch sự và văn hóa giúp tôi nha. Chúng ta được dạy và chúng ta sống là người Việt Nam, chúng ta sống có văn hóa nha mọi người. Thôi thì sau khi cô chú anh chị cũng đã nghe một cái chị đẹp nói về cái câu chuyện của một người phụ nữ mà trên không gian mạng cũng như những thành phần lương lẹo mà nó cho cô Hằng đã mướn người này và để tạo ra tránh né cái sự mà nói về sư Minh Tuệ đó mọi người, đó thì mọi người cũng đã nghe rất là rõ và rất là hay. Và cũng không ai khùng mà dám đi nhận số tiền mà đi cho mình là một người phản quốc gọi là bán nước, mà là người của Việt Tân mà lên để nói như vậy, đúng không chú anh chị? Và cái câu chuyện đây nó rõ bằng một như vậy rồi, thì những con lương và những con lẹo nó đã cố tình chống phá cô Nguyễn Hằng, và cô Hằng nói ra cái gì nó cũng nói cô Hằng là có tội hết mọi người. Bây giờ mà cô Hằng xuất hiện lên một cái là cái gì nó cũng nói hết, thì những cái video clip thể hiện rất là rõ rồi đó. Bây giờ cô Hằng đã đi chơi, đi đây đi đó, du lịch và đi làm việc nó rất là vui tươi, và cô Hằng đã lên nói là cô Hằng đã xuống 1 kg và đẹp, cô đẹp không quý vị, rất đẹp luôn mọi người. Rồi thì em muốn chia sẻ cái clip của chị đẹp này nói về cô Nguyễn Hằng và cái câu chuyện mà có thuê mướn người phụ nữ này hay không, thì mình chờ bên cơ quan chức năng đã tìm được người phụ nữ này thì mọi chuyện nó sẽ rõ hơn cô chú chị. Ok thì bây giờ em cũng xin dừng video ở đây, và hẹn cô chú chị vào video sau của em. Nhớ để lại cho em một like và một bình luận đó. Ok mọi người.